ơi em mà đọt môi hồng cho anh mừng đất anh trong vô khoai. Netizen Trung Quốc ảo tưởng sức mạnh, cho rằng chỉ với 150.000 nhân dân tệ, khoảng 500 triệu Việt Nam đồng, sang Việt Nam sẽ trở thành bạo chúa. Với đặc điểm địa lý, núi liền núi, sông liền sông, Việt Nam và Trung Quốc luôn là hai cái tên gắn bó trong suốt tiến trình lịch sử. Việt Nam cũng là địa điểm ưu tiên hàng đầu khi người Trung Quốc muốn đi du lịch, mối quan hệ cũng được coi là gắn bó sâu sắc, dù tốt dù xấu thì cũng thể tách nhau ra được. Dạo gần đây, trên các trang mạng xã hội Trung Quốc liên tục có những bài viết nói về chủ đề mang bao nhiêu nhân dân tệ sang Việt Nam sống thì được coi là giàu có. 80.000 nhân dân tệ, 100.000 nhân dân tệ hay là 150.000 nhân dân tệ. Và dưới đây là những ý kiến ấn tượng nhất mà Ánh Sao Vàng đã tổng hợp được. Hãy cùng xem netizen Trung Quốc đang tranh luận như thế nào nhé! Mới đây, trang Sina Trung Quốc đã đăng tải một bài viết gây nhiều tranh cãi. 150.000 nhân dân tệ có được coi là bạo chúa địa phương ở Việt Nam không? Mở đầu bài viết, tác giả đưa ra quan điểm cho rằng ngày nay, nhiều người chọn một số quốc gia Đông Nam Á khi đi du lịch như Việt Nam, Myanmar bởi vì theo ấn tượng của chúng tôi, các quốc gia này đang phát triển tương đối chậm với giá cả thấp và hiệu suất chi phí cao. Tuy nhiên, một số người tò mò bao nhiêu tiền thì có thể được coi là giàu ở địa phương. Ví dụ như 150.000 nhân dân tệ ở Việt Nam có được coi là bạo chúa ở địa phương hay không? Bài viết dẫn lời một người đẹp ở Việt Nam được phỏng vấn câu hỏi này, người đẹp cho biết, dù kinh tế Việt Nam phát triển không nhanh như Trung Quốc, nhưng ngành du lịch Việt Nam những năm gần đây cũng rất phát triển. Nhiều thành phố đang trên đà phát triển nhanh chóng, bởi vì quốc gia nào cũng có vấn đề chênh lệch giàu nghèo, nên 150.000 nhân dân tệ không được coi là người giàu ở một thành phố hạng nhất ở Việt Nam. So với những người giàu địa phương thì không giàu lắm, chỉ có thể nói rằng nó thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Tuy nhiên, đối với nhiều người dân Việt Nam bình thường, 150.000 nhân dân tệ này là một khoản thu nhập khá lớn và nó nằm ngoài tầm với của họ. Vì vậy, dù một quốc gia phát triển nhanh hay chậm thì vẫn sẽ có nhiều người giàu. Khi câu hỏi này được đưa ra, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cũng đã tranh nhau trả lời. Có người cho rằng Việt Nam phát triển tương đối chậm, mức tiêu dùng nội địa chắc chắn không cao, nhưng cũng có cư dân mạng cho rằng các lĩnh vực khác của Việt Nam tương đối lạc hậu, nhưng du lịch của họ vẫn còn tương đối phát triển và giá cả tương đối cao ở những địa điểm có danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Một người Việt Nam khác cũng đã đưa ra kết luận rằng ngành du lịch Việt Nam quả thực phát triển nhanh trong những năm gần đây, đặc biệt là những nơi gần danh lam thắng cảnh. Mức sống tăng lên rất nhiều, 150.000 nhân dân tệ thực sự không được coi là người giàu ở Việt Nam, nhưng nếu là du lịch thì số tiền này vẫn có thể ăn chơi thoải mái trong thời gian dài. Một bài viết khác trên trang 168.com thì lại có câu hỏi, 100.000 nhân dân tệ đối với Việt Nam có phải là một người giàu có? Là một quốc gia Đông Nam Á điển hình, Việt Nam có cảnh sắc thiên nhiên đặc sắc. Sự phát triển của đất nước còn tương đối lạc hậu nên nhiều người cho rằng mặt bằng giá chung ở Việt Nam là rất thấp. Tôi đã từng đến Việt Nam du lịch, giá cả hợp lý và khá thấp, hầu hết là hàng made in China, chất lượng bình thường, giá trị tiền ở Trung Quốc hơn Việt Nam hơn 3 lần, nên 100.000 nhân dân tệ là đã được coi là tầng lớp thượng lưu rồi. Đi du lịch Việt Nam luôn được ưu tiên với hầu hết người bình thường tại Trung Quốc vì giá rất rẻ. Tôi được chào đón như những đại gia, còn những người có tiền thì sẽ không sang Việt Nam, nói chung tiền nào của nấy. Tất cả mọi thứ ở Việt Nam có vẻ rẻ và không được bắt mắt cho lắm. Nếu cầm 100.000 nhân dân tệ đi du lịch Việt Nam thì bạn có thể đi được khắp đất nước mà không cần lo nghĩ. Có thể nói là người giàu có cũng đúng rồi. Để phản bác lại những ý kiến trên, nhiều netizen Trung Quốc đã không ngần ngại nêu lên quan điểm dựa trên trải nghiệm thực tế. Một tài khoản Trung Quốc kể rằng, nhiều người còn cho rằng nếu nắm trong tay 100.000 nhân dân tệ thì tương đương gần 300 triệu tiền Việt thì chắc hẳn sẽ sống rất sung túc. Trên thực tế, ở đây có được coi là người giàu hay không còn phụ thuộc vào giá cả địa phương. Nói chung, mức tiêu dùng ở hầu hết các nơi ở Việt Nam là tương đối thấp. Ăn uống bình thường thì thường chỉ vài nhân dân tệ, thậm chí cả chục nhân dân tệ cũng rất phù hợp với mức tiêu dùng của nhiều thành phố ở Trung Quốc. Một khách sạn tốt ở Việt Nam có giá khoảng 500 hoặc 600 tệ, 1,7 đến 2 triệu đồng Việt Nam. Nhìn chung thì không hề rẻ chút nào. Đối với hai thành phố nổi tiếng nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay một lượng lớn người dân đang đổ về thành phố và giá nhà đất tiếp tục tăng. Vì vậy, xét về tổng thể, nếu bạn mang 100.000 nhân dân tệ này về Việt Nam, bạn không giàu.
một netizen Trung Quốc khác cũng cùng quan điểm. Tôi đã bỏ ra 100.000 nhân dân tệ để đi du lịch, dù có thể có đủ thời gian vui chơi không ngừng nghỉ tại Việt Nam, nhưng nếu thật sự muốn sống tại địa phương thì chỉ trông chờ vào 100.000 nhân dân tệ này cũng không đủ. Dù thế nào đi nữa, mức sống của người dân địa phương vẫn còn tương đối kém, nhưng không đến nỗi có thể dùng 100.000 nhân dân tệ để nạp một khoản tiền lớn. Một bình luận thu hút hàng ngàn lượt tương tác cũng cho rằng tiền Trung Quốc không phải là quá có giá trị tại Việt Nam. Thông thường 1.000 nhân dân tệ đổi được 3,3 triệu đồng, nhưng số tiền này ở Việt Nam không quá nhiều. Vì ở Việt Nam số tiền chi tiêu tương đối lớn, một bữa ăn thường có giá vài chục nghìn đồng. Tuy nhiên, 1.000 nhân dân tệ tương đương với thu nhập hàng tháng của nhiều cư dân Việt Nam. Nên về cơ bản chỉ có những bạo chúa địa phương ở Việt Nam mới dám chi 1.000 nhân dân tệ cho du lịch và giải trí. Chi phí đặt phòng một khách sạn bình thường ở Việt Nam là 70 hoặc 80 nhân dân tệ và 5 nhân dân tệ cho một bữa ăn bình thường. Và giá cả của những món ăn vặt đặc biệt của Việt Nam cũng rất phải chăng. Nếu bạn chi ở phố ăn vặt thì 50 tệ là đủ ăn. Thông thường có thể tốn một số vé vào các danh lam thắng cảnh. 100 tệ là đủ để tham quan nhiều danh lam thắng cảnh ở Việt Nam. Và nhiều danh lam thắng cảnh mở cửa miễn phí cho khách du lịch. Ở Việt Nam, xe máy phổ biến hơn, nên nếu nhiều du khách đi chơi thì có thể thuê xe máy Việt Nam sẽ thuận tiện hơn trong việc di chuyển. Nói chung, chuẩn bị 1.000 tệ là đủ sống ở Việt Nam khoảng một tuần, còn 100.000 nhân dân tệ thì có thể sống khoảng nửa năm chưa kể chi phí phát sinh. Một tài khoản khác cũng cùng ý kiến cho rằng, với 100.000 nhân dân tệ thì còn chưa đủ tiền để mua một ngôi nhà tiện nghi ở Việt Nam. Bất cứ ai quan tâm đến giá nhà đất ở Việt Nam đều biết rằng giá nhà đất ở Việt Nam liên tục tăng trong những năm gần đây, tương đương với thị trường bất động sản ở Trung Quốc cách đây hơn 10 năm. Giá trung bình của nhà ở thương mại thành phố Hồ Chí Minh là 22.000 nhân dân tệ trên 1m2, tương đương với giá nhà ở Tô Châu và Thanh Đảo của nước tôi. Và giá nhà ở các thành phố lớn ở Việt Nam đang tăng với tốc độ cao. Điều này cho thấy bất động sản đã bắt đầu chiếm ưu thế trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Cũng cùng quan điểm với những người trên, tài khoản này cũng khẳng định 100.000 nhân dân tệ chỉ được xếp vào tầng lớp trung lưu chứ chưa phải là bạo chúa. Trước hết chúng ta hãy xem cách định nghĩa một người giàu. Tôi cho rằng muốn nói về một người giàu thì thu nhập của người đó ít nhất phải gấp 3 đến 5 lần người bình thường, chưa kể tự do về thời gian và tự do về tài chính, không phải lo cho ngôi nhà và cuộc sống hàng ngày. Muốn mua nhà thì mua nhà, muốn đi du lịch thì không phải lo lắng về điều kiện tài chính, có thể chọn món mình muốn ăn bất cứ lúc nào, tùy theo sở thích của mình, nghĩ rằng không có nhiều người để đáp ứng được tiêu chuẩn này. 100.000 nhân dân tệ ở Việt Nam gần tương đương với thu nhập của nhân viên văn phòng bình thường trong 3 năm, vì vậy việc nắm giữ 100.000 nhân dân tệ tiền gửi ở Việt Nam có thể coi là mức của tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Lấy ví dụ về giá nhà đất ở thành phố Hồ Chí Minh, với 100.000 nhân dân tệ, bạn có thể mua được một căn nhà ở thương mại rộng 5m2. Theo cách này, có vẻ như vẫn còn một khoảng cách lớn giữa những người được gọi là người giàu. Vì vậy, tôi nghĩ 100.000 nhân dân tệ chỉ có thể coi là mức trung lưu ở Việt Nam, chứ không phải là người giàu. Còn quý vị nghĩ bao nhiêu tiền thì được coi là giàu có ở Việt Nam? Hãy chia sẻ ngay cảm nhận và góp ý của bạn xuống bên dưới phần bình luận nhé! Vâng, và video của Ánh Sao Vàng đến đây là kết thúc. Nếu quý vị khán giả thấy hay và ý nghĩa thì nhớ tặng S một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích nào từ Ánh Sao Vàng nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.